Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tin nóng xe buýt, chủ đầu tư trở thành định lưu, lợi nhịn nhất bác nhận tin vui, Đặng Luân có con. Chủ đầu tư trở thành định lưu, quá khứ Nhật Ba bị khui lại, đội tên Đặng Luân có con là một số tin nóng xe buýt có trong ngày hôm nay. Bộ phim Đi về nơi có gió bắt đầu chiêu thương, dự kiến lên sóng vào dịp Tết Nguyên đán 2023, tháng 1 năm 2023, trên giờ vàng Đài Hồ Nam và trên nền tảng MGTV. Diễn viên chính Lưu Dược Phi, Lý Hiện, Hồ Băng Khanh, Ngưu Tuấn Phong. Bộ phim Gió Thổi bán hạ 10 điểm đô ban 8,4 với 135.000 lượt bình chọn, trong đó 5 sao chiếm 46,8%, 4 sao chiếm 36,8%, 3 sao chiếm 10%, 2 sao chiếm 2,8% và 1 sao chiếm 3,6%. Đáng chú ý, bộ phim trước đó của Chùa Lời Diện là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia cùng 10 điểm đô ban khá cao với 7,3 điểm, cùng hơn 34.000 lượt đánh giá. Địch Lợi Nhật Ba ra mắt chính nam nhưng luôn yên lặng làm công ích ủng hộ cho quê hương Tân Cương. Mới đây, netizen phát hiện dự án trồng lừng mới nhất của phía Tây Nam Tân Cương 3 năm trước được khởi động là do cô nàng tài trợ. Đặc biệt, Địch Lợi Nhật Ba luôn dùng túi vải, bỏ đồ để bảo vệ môi trường. Với vai diễn Siri trong Quyết Tâm Chia Tay, Thăng Duy đã đạt được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giải thưởng Hiệp hội các nhà sản xuất phim Hàn Quốc lần thứ 9. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Seoul vào ngày 14 tháng 12. Như vậy, chỉ trong năm 2022, đây là lần thứ 5 Thăng Duy với vai diễn trong Quyết Tâm Chia Tay đạt được danh hiệu cao quý, giải thưởng Rồng Xanh, giải thưởng phê bình phim Hàn Quốc lần thứ 42, Junsa Film Art Awards 2022, theo Bill Film Awards 2022, The Bill Film Awards 2022. Dù nhiều lần stylist của dự án phim Dị Ái Vi Danh bị phàn nàn với cách phối đồ cho nữ chính, tuy nhiên cộng đồng mạng cho rằng đoàn làm phim vẫn chưa hề rút được kinh nghiệm. Trang phục của Bạch Lộc trong bộ phim bị tố là rườm rà lượm thuộm, có phần già quá tuổi. Mới đây, hình ảnh Châu Khả Vũ xuất hiện trên phim trường Dị Ái Vi Danh khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, nam idol sẽ đóng một vai phụ nhỏ trong bộ phim Dị Ái Vi Danh quy tụ dàn sao đang lên của series gồm Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ, Ngụy Triết Minh. Mới đây, một blogger xứ Trung đã chia sẻ hình ảnh chụp lén người đàn ông đưa bạn gái đến bệnh viện phụ sản, nhưng không rõ mặt. Từ góc nghiêng, có thể thấy được người này khá giống với Đặng Luân, từ các đường nét đến chiều cao. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng sau khi rời làng giải trí, Đặng Luân đã tập trung cho cuộc sống cá nhân của mình. Một số người cho rằng nam diễn viên đưa bạn gái đến bệnh viện phụ sản để khám thai, gia đình chuẩn bị chào đón tin vui sau những tháng ngày u ám. Mới đây, trên nền đã công bố danh sách 100 người nổi tiếng nhất năm 2022. Trong đó, với Nhật Bác xếp thứ 81, tụt 54 bậc so với năm 2021, một đồng nghiệp thân thiết khác của anh là Tiêu Chiến cũng xuất sắc góp mặt trong danh sách này với vị trí thứ 89. Mới đây, bản thống kê lượt tương tác của các diễn viên trong đêm hội tầm nhìn Weibo đã được tung ra và thu hút sự chú ý của công chúng. Theo đó, bài viết nhận dạy của chủ lộ tư ghi nhận 940.000 lượt thích, 192.000 lượt bình luận và 564.000 lượt chia sẻ. Con số này bỏ xa đàn chị Triệu Lệ Diện và Tiêu Chiến. Với thành tích này, có cư dân mạng cho rằng Triệu Lộ Tư xứng đáng gia nhập hàng ngũ định lưu lượng của CBiz. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.